Xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng làm cho các bạn một clip về cái cây kawa rất là to, rất là khủng luôn. Đây là cây CA97. Thì cụ thể trước mặt Hoàng đây là cây CA9007. Thì 97 và 9007 nó chỉ khác nhau là nếu mà cho thị trường quốc tế thì người ta gọi gọn là 97. Còn mà cho thị trường Nhật á, thì họ gọi là 9007, họ thêm hai số 0 vô. Nhưng mà thực tế là hai cái đó là giống nhau hoàn toàn nha các bạn nhé. Rồi, đây cho các bạn xem về cái ngoại hình của nó. Cây này to lắm nha, to và nặng, bởi vì nó là cái phiên bản cao cấp nhất của hãng. Thì cây này nó rất là nhiều loa trep ở bên hai bên này, và bên mặt sau cái đây này, sau cái gáy của nó và cái bề lưng của nó đó. Cái cây này rất là vui luôn, đó là cái bề lưng của nó làm những cái show board này giống như cái của cái đàn pinocchio luôn nha các bạn, giống của cái đàn pinocchio. Và bên đây là cái chữ kawa. Đằng cái mặt trước á, về phần dưới là nó là loa. Sơn có thể quay xuống được không? Cái cây này nó nặng quá, thành ra Hoàng để trên cái bánh xe Hoàng lan. Thì đây là cái phần loa này, rồi Hoàng cũng nhớ là trong này nó có cái thùng loa bên hai bên nữa đó các bạn ạ. Nói chung cái cây này là cây công suất lớn nha các bạn. Cây này sản xuất năm 2015. Không biết là quay có thể thấy được không? Quay ngược lên được không? Thấy được không? Nó focus vô được không? Được. Đó các bạn nhìn thấy không? Đây nè, sản xuất năm 2015 này các bạn. Mã của nó là Kawai CA9007GP, phiên bản là phiên bản GP ha. Đấy, rồi. Rồi bây giờ Hoàng quay xung quanh cái đàn cho các bạn thấy. Cái này ra khá là bề thế ha. Kích thước thì Hoàng sẽ để ở trên cái màn hình. Đấy, cho các bạn xem. Trọng lượng, kích thước Hoàng để trên màn hình các bạn xem nha. Rồi, cái mặt lưng rất đẹp, hồi nãy Hoàng quay rồi. Giờ nó nặng quá không di chuyển nữa. Rồi. Phía bên này thì nó có nút nguồn này, nút tắt mở và nút volume ở bên này. Đó. Phím của cái này là phím gỗ nha các bạn nha. Đó. Cho các bạn thấy bên hông nó là gỗ ha. Đây là phím gỗ. Đấy, có chữ Kawai công nhận dễ thương quá. CA đây, nó viết tắt của chữ này này. Concert Artist nè. CA ha. Tắt của cái này. Rồi. Qua bên này. Rồi kia các phím chức năng nó nằm bên này và màn hình nằm bên này luôn. Thì các bạn thấy không? Nó dễ lắm, nó hiển thị lên tiếng Anh luôn thì dễ lắm. Đó, có transpose, fold rồi các thứ này, nó hiển thị lên. Nếu mày không biết là ví dụ là VT là cái gì số 1, menu số 2 rồi music số 3, này dễ lắm các bạn. Rồi nó có cái phần đây là những cái phím này là những cái tiếng, đây là tiếng piano, rất là nhiều tiếng piano, chỉ có cái gan này là bắt đầu nó chuyển qua những cái tiếng khác thôi. Đó. Rồi nói chung là cái này dễ xài lắm các bạn. Rồi có một cái này rất là thú vị mà đối với Hoàng là người chơi nhạc thì Hoàng hay sử dụng, đó là cái metronome. Nhưng mà giữ đâu đi, nó sẽ hiện lên cái này mới là thú vị. Rồi, ở bên này nó chỉnh cái tempo đúng không? Rồi, qua bên dưới các bạn thấy beat không? Beat này nè các bạn, cộng lên, nó sẽ chuyển qua cái này. Đó, mỗi lần mà tập nhạc là sử dụng cái này nè các bạn. Lần tập nhạc là sử dụng cái này, nó có khá là nhiều. Các bạn xem này, mình di chuyển cho các bạn xem này, quá chừng luôn. Modern rock, đó, rock. Ai muốn chơi rock, rồi ai mà muốn tập trung với cái này thì tuyệt vời, tuyệt vời. Hoàng thấy cái này lắm á. Rồi thoát ra, đó. Rồi thế bây giờ chuyển qua là Hoàng đàn cho các bạn nghe nha. Đó, trước khi đàn này lướt qua hàng cái này, đó. To con đẹp trai. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình thử cái tiếng của cái đàn này ha, tiếng và phím của nó. Thì trước khi thử thì Hoàng cũng vẫn nói lại là đây là cái cây đàn cao cấp nhất của cái hãng này, thành ra là tiếng và phím thì Hoàng chưa thử, Hoàng biết chắc chắn là nó đã hay rồi. Cái hãng này là hãng rất là nổi tiếng các bạn. Rồi đầu tiên là mình đánh tiếng piano trước ha. Thank you.
intro cái bài này này, coi nó hợp với cái đàn này nhé. Piano của nó khá là sâu các bạn ạ, nghe đầm lắm, đầm chắc, sâu cái tiếng lắm đó. À, âm thanh của cái máy quay khó có thể ghi hình, khó có thể ghi lại cái tiếng nó chân thực được, ở bên ngoài nghe nó ngầu hơn hẳn luôn. À, các bạn nghe không? Tiếng rung nó đã lắm. Có thể cận hơn chỗ này không? À, các bạn nghe cái tiếng rung của nó, nghe tiếng rung, nghe ra cái tiếng dây không các bạn, đã không? Đó, hoặc đánh nhẹ, hoặc chưa đánh to đó, hoặc chưa đánh mạnh đó. Chỗ này nè. Đó. Đó, đã âm nha. À, âm chưa, âm chưa? Không có thể ghi lại được cái âm thanh của hiện trường đâu. À, cái này là thực tế là ở hiện trường cái tiếng của nó phát ra nó ngầu hơn hẳn luôn. Hay máy quay này thì cũng không có thu được những cái tiếng thực của cái đàn này. Rồi mình chỉnh qua mình đánh thử mấy cái tiếng piano điện của nó coi cái nó hay không. Tiếng này tiếng New Age piano điện. Rất là phù hợp luôn. Quá trời.
bạn. Nãy giờ say sưa quá ngồi cũng quên là Hoàng đang quay phim luôn á. Thì thường là Hoàng mở cái đàn lên á, hoặc là Hoàng đánh túi bụi, không biết là mình đang đánh cái bài gì luôn. Nhưng mà Hoàng thử qua cái tiếng đàn của cái cây này thì Hoàng thấy đúng là tiền nào của nấy, nó lên tới cái cây này là giống như xe phân khối lớn, ngàn phân khối rồi. Nên thành ra là nó có rất là có nhiều cái giá trị tiềm ẩn. Và cũng nói với các bạn luôn là nếu các bạn chơi nhạc thành thạo thì các bạn nên mua cây này, chứ bình thường chắc cũng khó mà khai thác được hết cây này. Nếu mà không khai thác được, đôi khi là mình lại thấy mình nghĩ rằng nó dở, nhưng mà thật nếu mà biết khai thác thì mình sẽ thấy được các giá trị của nó. Hoàng đi chơi nhạc riết Hoàng quen rồi thì Hoàng Hoàng có cái kinh nghiệm thì Hoàng biết cây nào hay, cây nào phù hợp, cây nào đẳng cấp. Thì cây này đẳng cấp các bạn ạ. Rồi hôm nay Hoàng làm một cái clip ngắn để cho các bạn biết thêm một cái sản phẩm mới, để cho các bạn có thể nghiên cứu và mua cho cá nhân mình ha. Rồi có dịp các bạn cứ ghé ngang qua và thử những cái đàn của bên Hoàng, xem cái cây nào phù hợp nhất cho các bạn ha. Rồi giá của cái cây này á, Hoàng sẽ để cái link của website ở bên dưới cái phần mô tả đó. Các bạn cứ xuống dưới đó để các bạn click vô để xem. Bởi vì mỗi thời điểm thì giá cả nó có thay đổi khác nhau, thành ra Hoàng cũng không tiện Hoàng nói trên cái video clip này, các bạn thông cảm nha. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.